Thanh Long xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Hôm nay trong cái chuyên mục chia sẻ bộ sách Tứ Thư Lãnh Đạo, chúng ta sẽ cùng bước sang chương thứ 15. Nội dung của hôm nay sẽ là đàm phán. Và nội dung hôm nay là luôn giành được kết quả có lợi nhất. Khi hai bên tham gia đàm phán có những tranh luận gay gắt về một vấn đề nào đó thì sự tự tin và khéo léo là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi. Thứ hai, nhìn từ góc độ hình thức, thành công của một cuộc đàm phán được hoàn thành và kết thúc trong 10 phút cuối cùng. Khi cần thiết, bạn cũng phải biết im lặng, khiến đối phương thấp thỏm và hồi hộp, tạo cho mình một khoảng trống để phản kích đối thủ. Kiên định, quyết đoán, rõ ràng, minh bạch, thống nhất mà không cần thêm bất kỳ một lời giải thích hay thuyết minh. Đó chính là tất cả những yêu cầu chung về ngôn ngữ trong đàm phán. Đầu tiên chúng ta cùng bước vào nắm bắt thời cơ nói không. Một nhà lãnh đạo trong quá trình đàm phán cần phải biết khi bạn không đồng ý với một ý kiến nào đó của đối phương, thông thường không nên trực tiếp thể hiện sự cự tuyệt và khước từ, mà nên cố gắng dùng một số từ ngữ mang tính phủ định và mang sắc thái nhẹ nhàng hơn một chút để biểu đạt. Giả sử, bạn phải hòa giải một vụ tranh chấp ly hôn, nhưng hai vợ chồng vừa xảy ra một vụ cãi vã vô cùng lớn do việc phân chia nhà cửa và tiền bạc, nhưng bạn lại muốn hòa giải để họ có thể đoàn tụ. Khi đến nơi, bạn mới thấy rõ cả hai đều nóng nảy, ngôn từ nói chuyện rất mạnh mẽ, ai cũng cho rằng mình là người có lý và hy vọng đối phương sẽ phải nhận sự khiển trách nghiêm khắc. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ phải nói gì? Nếu bạn nói cả hai người đều không đúng, ở đâu có cái kiểu hành động như của hai người chứ? Vậy là bạn đã sai. Một nhân viên giải quyết các vụ kiện có kinh nghiệm tuyệt đối không bao giờ thể hiện quan điểm của mình về hai bên, mà bạn nên nói với thái độ ôn hòa như sau: tôi vô cùng hiểu tình cảm của anh chị lúc này. Nói như vậy, bạn đã khéo léo biểu đạt được quan điểm của mình, không tán thành cách hành xử của hai vợ chồng. Đối phương nghe xong lại cảm thấy kính nể và có cảm tình tốt với bạn. Trong quá trình đàm phán, bạn cần phải biết lúc nào nên nói không để đạt hiệu quả tốt nhất. Trước khi bước vào đàm phán, bạn nên đánh giá và phán đoán xem đối phương sẽ đưa ra những điều kiện hay đề nghị gì cho bạn. Sau đó bạn nên cân nhắc xem khi nào thì nói không và khi nào thì nên thể hiện sự tán đồng với ý kiến của họ. Hãy thử tưởng tượng nếu tất cả những kiến nghị mà bạn đưa ra đều bị đối phương phản đối và nói không. Lúc đó bạn sẽ nghĩ sao? Và bạn sẽ nghĩ gì? Chắc chắn bạn sẽ cho rằng người này không biết nói lý lẽ, và bạn cũng sẽ không cho rằng anh ta là người giàu kinh nghiệm hay có ý kiến mang tính xây dựng. Thậm chí bạn có thể sẽ nghĩ là người này đến đây chỉ là để kiếm chuyện và gây phiền toái. Anh ta căn bản chẳng muốn đạt được thương lượng hay kết quả gì. Vì vậy, bạn nên biết cách nói không sao cho hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất. Người ta vẫn có câu, việc mình không muốn thì cũng đừng bắt người khác phải làm. Bạn có thể làm như sau. Khi đối phương đề nghị đến những vấn đề nhỏ không quá quan trọng thì bạn có thể nói không. Điều này giúp đối phương làm quen với cách trả lời của bạn và cũng để anh ta biết rằng bạn không phải là người dễ đối phó. Nhưng một khi những ý kiến và kiến nghị của đối phương đưa ra hợp lý hoặc có những điểm có lợi cho bạn thì bạn đừng bỏ lỡ cơ hội mà thể hiện sự đồng ý của mình với anh ta. Việc bạn nói đồng ý sau cả một chuỗi dài những câu không sẽ khiến đối phương nhem nhóm tia hy vọng, bụng bảo dạ có hy vọng rồi. Bất kể là nhìn từ góc độ nào thì việc có hy vọng cũng đều tốt hơn là việc hết hy vọng. Nắm bắt thời cơ để nói không không đồng nghĩa với việc bạn nắm được điểm yếu của người khác. Trong quá trình đàm phán, việc nói không một cách khéo léo
sẽ giúp bạn giữ được thể diện và quyền uy cho đối phương, lại vừa có thể giúp bạn nói ra được ý kiến của mình. Bởi vậy, bạn hãy dùng thử phương pháp khẳng định trước khi phủ định sau xem sao. Ví dụ như, tôi rất thích cách nghĩ này của anh, nhưng mà... Nói như vậy sẽ giúp bạn và đối phương cảm thấy việc nói không và việc tiếp nhận câu trả lời không, không còn là việc khó khăn nữa. Chúng ta cùng bước sang vấn đề mượn danh để quảng bá thương hiệu. Đây chính là một loại kỹ năng mà nhà đàm phán thường dùng trong lúc giới thiệu về tình hình của tổ chức. Trong đó có danh, không chỉ bao gồm tên của các tổ chức hay đoàn thể, mà còn có tên của những người nổi tiếng hay có danh tiếng trong xã hội. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp lớn thường rất thích mời các diễn viên điện ảnh nổi tiếng đến quảng cáo cho thương hiệu của mình. Thậm chí, họ không tiếc bỏ ra một khoản kinh phí vô cùng lớn để làm việc đó. Mục đích chính là mượn tiếng tăm của người nổi tiếng để nâng cao và quảng bá thương hiệu. Việc mượn danh những người nổi tiếng để nâng cao tên tuổi của doanh nghiệp chính là việc lợi dụng tâm lý hâm mộ của người nổi tiếng, của những người bình thường. Những người bình thường có xu hướng nghĩ rằng những gì mà người nổi tiếng khen ngợi, tán thưởng thì nhất định là thứ tốt. Chất lượng và tính năng của nó chắc chắn rất tuyệt vời. Do vậy, trong quá trình đàm phán, nếu biết vận dụng kỹ năng mượn danh, xưng danh để thể hiện được thực lực kinh tế của tổ chức mình một cách trực tiếp và rõ ràng nhất, nó là vũ khí để nhà đàm phán quảng bá thương hiệu sản phẩm, thể hiện thực lực của bản thân, nâng cao hiệu quả đàm phán. Ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này. Trong một lần đàm phán, tuy những tư liệu mà nhà cung cấp đưa ra đã đủ chứng minh sản phẩm linh kiện điện tử của họ hoàn toàn được bảo đảm và không có vấn đề gì, nhưng khách hàng vì là lần đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm thương hiệu này nên luôn do dự và không đưa ra được quyết định cuối cùng. Thậm chí họ còn muốn rút lui khỏi cuộc đàm phán để đến nhập hàng ở một nhãn hiệu cũ, tuy rằng chất lượng không quá nổi bật nhưng đã được kiểm chứng. Lúc này nhà cung cấp kia rất nhạy bén, linh động ứng phó. Ông biết nhãn hiệu TVX chứ? TVX được đề cử là sản phẩm nổi tiếng trên toàn quốc. Ồ, đương nhiên rồi. Nói thật với ông, TV nhà tôi đang dùng cũng là của nhãn hiệu X. Vậy ông cảm thấy chất lượng của loại TV đó thế nào? Rất tốt. Tôi thấy chất lượng không kém gì những sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài về. Tôi rất vinh dự và vinh hạnh được nói với ông rằng công ty sản xuất TVX từ trước đến nay vẫn sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Mấy hôm trước, chúng tôi vừa ký một hợp đồng cung cấp dài hạn với họ. Nghe xong những lời giới thiệu này, những lo nghĩ và do dự của khách hàng nọ đều biến mất. Họ vui vẻ quyết định ký hợp đồng. Đây cũng chính là một ví dụ chứng minh cho việc vận dụng phương pháp mượn danh xưng danh trong đàm phán. Nhà cung cấp đã rất khéo léo lợi dụng độ nổi tiếng của nhãn hiệu TVX để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình, loại bỏ mọi lo lắng của bên mua và mở ra nhiều cơ hội mới cho cục diện đàm phán. Nếu nhà cung cấp kia vẫn tiếp tục dựa vào những tài liệu để giới thiệu về chất lượng sản phẩm của mình thì e rằng sẽ rất khó để đạt được hiệu quả như vậy. Thậm chí công ty bên mua có thể đã sớm rút lui khỏi cuộc đàm phán. Điều đáng chú ý ở đây là trước khi bạn dự định vận dụng kỹ năng mượn danh xưng danh thì nhất định phải xem xét đến khả năng cái danh mình mượn có được đối phương thừa nhận hay không. Nếu họ không thừa nhận thì những việc bạn làm sẽ bị phản tác dụng và gây phản cảm cho đối phương. Như vậy, bạn không những không đạt được mục đích thể hiện thực lực của mình mà còn có thể khiến cho cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Chúng ta cùng bước sang nội dung cân nhắc lợi hại khi báo giá. Cách tốt nhất là sau phần mở đầu tạo không khí cởi mở, bạn nên đề nghị đối phương đưa ra giá. Cùng với yêu cầu đó, bạn đồng thời cũng phải kiến nghị về việc hy vọng cuộc đàm phán sẽ được tiến hành như thế nào. Đây cũng là một điểm tốt, có thể khiến đối phương cảm nhận rằng bạn đang muốn đàm phán với họ trên cơ sở hợp tình hợp lý để nhanh chóng đạt được một sự hợp tác tốt đẹp. Phương pháp điển hình để yêu cầu đối phương đưa ra giá trước như sau. Thưa ông, lần đàm phán này liên quan đến lợi ích quan trọng của cả hai bên.
chúng ta đều hy vọng có thể hợp tác một cách tốt nhất. Vậy thì tại sao bên ông không trực tiếp đưa ra một mức giá khiến cả hai cùng cảm thấy hài lòng nhỉ? Để tránh lãng phí thời gian vào những việc thảo giá hay là mặc cả giá như thế này. Nhưng cũng đừng cho rằng việc để đối phương đưa ra giá trước chắc chắn sẽ có lợi cho bên bạn. Vì cũng rất có thể bạn sẽ giúp đối phương nắm bắt được cơ hội trước thông qua việc nhường họ đưa ra giá trước. Đừng quên rằng người đi trước thường là người chủ động, và việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của cuộc đàm phán. Cái lợi của việc đưa ra giá trước nằm ở chỗ bạn có thể chủ động mở rộng sức ảnh hưởng của mình, đưa cuộc đàm phán vào một khung đã hoạch định trước, sau đó trói buộc đối phương vào một phạm vi riêng, từ đó đạt được kết quả, những cái kết quả có lợi nhất cho tổ chức. Ví dụ, trong các cuộc đàm phán thương mại, nếu giá mà đối thủ đưa ra là 1 triệu đồng, thì rất ít người dám mặc cả xuống còn 100.000 đồng. Rất nhiều cuộc đàm phán chỉ có thể xoay quanh cái giá 1 triệu đồng. Do vậy, không phải bất cứ khi nào cũng nên để đối phương đưa ra giá trước. Việc đưa ra giá trước hay sau còn phải căn cứ vào tình hình cụ thể của cuộc đàm phán mà quyết định. Nếu như bạn đã có một sự chuẩn bị khá tốt cho cuộc đàm phán và nghiên cứu kỹ đối phương, vậy thì bạn có thể tiến hành đưa ra giá trước để nắm thế chủ động. Còn nếu như bạn chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đàm phán và chưa nắm bắt được chắc chắn tình hình, vậy thì hãy để đối phương đưa ra giá trước, sau đó tùy cơ ứng biến để đối phương hành động trước rồi lựa thời cơ thích hợp phản công. Trong trường hợp cuộc đàm phán đang có những mâu thuẫn gay gắt thì việc đưa ra giá trước sẽ giúp bạn có được vị trí có lợi hơn. Còn trường hợp cuộc đàm phán đang có sự hợp tác tốt đẹp thì việc đưa ra giá trước hay sau cũng không có sự khác biệt rõ ràng. Nếu đối thủ và bạn là người cùng ngành thì người nào đưa ra giá trước hay sau cũng được. Nếu đối thủ là nhà nghề, còn bạn là kẻ ngoại đạo, thì nên để đối phương đưa ra giá trước. Vì thông qua giá cả mà một kẻ trong ngành đưa ra, bạn có thể mở rộng tầm nhìn và tầm hiểu biết của mình, từ đó mau chóng điều chỉnh chiến lược ra giá. Nếu đối thủ là kẻ ngoại đạo, còn bạn bất luận là người trong ngành hay kẻ ngoại đạo, thì hãy cố gắng trở thành người đưa ra giá trước tiên. Vì lúc này cái giá mà bạn đưa ra sẽ có tác dụng dẫn dắt chỉ đạo đối phương. Chúng ta cùng tiếp tục với nội dung không ngừng đặt câu hỏi để tạo ra nhịp cầu kết nối. Trong đàm phán, khi nhà lãnh đạo sắp có sự tranh luận hay không đồng ý với đối phương về một vấn đề nào đó, thì nên đặt nhiều câu hỏi để thu thập thêm thông tin, chứ không nên làm cho xung đột càng leo thang hay đầu hàng rút lui khỏi cuộc đàm phán. Việc tranh luận có thể tạo ra khoảng cách giữa hai bên, và lúc này những câu hỏi được đưa ra chính là chiếc cầu nối lại khoảng cách đó. 4 bước dưới đây có thể chỉ dẫn bạn vượt qua tình huống này. Bước 1. Hãy công nhận đối tác. Hãy chăm chú lắng nghe để đối tác biết rằng bạn vẫn đang nghe họ nói, sau đó nhắc lại một lần hoặc tóm tắt điều đối phương vừa nói. Dùng những câu như tôi rõ rồi hay tôi hiểu. Bước 2. Đề nghị đối tác đưa ra nhiều tư liệu. Hãy thử vận dụng phương pháp đề nghị đối tác cung cấp nhiều thông tin hơn nữa để thay thế cho việc tranh luận gay gắt. Nếu bạn có điều gì bực bội và không khẳng định được những điều đối phương nói, hay bạn cho rằng họ cần phải nói lại lần nữa, thì nên dùng những câu sau đây. Tôi cho rằng mình cũng đã hiểu, nhưng anh có thể nói lại một lần nữa được không? Tôi không rõ lắm về lý do của việc đó. Anh có thể nói lại một lần nữa được không? Anh có thể nói rõ hơn về điều đặc biệt của phương án đưa ra được không? Nếu tiện, thì anh có thể nói lại cho tôi một lần nữa được không? Bước thứ 3. Hãy kết nối giữa yêu cầu và quan niệm về giá trị của đối phương. Hãy cố gắng lắng nghe nhu cầu chính đáng và quan niệm về giá trị của đối phương để chia sẻ với họ như: tôi đã hiểu vì sao nó lại quan trọng đến vậy. Gia đình tôi cũng như thế. Chúng tôi đã phải làm việc, chúng tôi cũng phải làm như vậy, nên chúng tôi có thể hiểu được yêu cầu của anh. Cách nghĩ của chúng ta giống nhau, cho nên tôi rất hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Và bước cuối cùng, bước thứ 4, lắng nghe để bổ sung thêm thông tin.
Đây là phương pháp để duy trì cuộc đàm phán thông suốt và đưa lập trường của hai bên đến gần nhau hơn. Phương pháp này cũng giúp đối phương hiểu rõ quan điểm của bạn và tạo cho họ cơ hội thoát khỏi tình huống. Hãy nhớ kỹ, bạn không cần thiết phải thích thú với những gì mà đối phương cần hay cố gắng đem những thứ đó cho họ. Bạn chỉ cần tiếp nhận đó là những thứ mà đối phương muốn, tin tưởng đối phương và để họ biết rằng bạn có thông tin, thế là đủ. Khi bạn tiếp nhận lập trường, quan điểm của đối phương, họ sẽ hài lòng và sẵn sàng trả lời nhiều vấn đề. Khi bạn đã sẵn sàng gạt sang một bên những phán đoán chủ quan của bản thân hay những ý kiến của đối phương thì bạn sẽ tránh được những mâu thuẫn giữa hai bên. Như vậy, cuộc đàm phán sẽ diễn ra một cách vui vẻ và thuận lợi. Mọi người đều có thể đạt được điều mình muốn. Chúng ta cùng bước vào nội dung vận dụng giả thiết, ném đá, dò đường. Trong các cuộc đàm phán, còn có một trường hợp đặc biệt. Đó là đối tác đàm phán là một nhà thầu khoán. Nó đặc biệt vì lúc này cuộc tranh cãi về giá cả không còn là vấn đề cố gắng để hạ giá xuống, mà là vấn đề làm sao để nâng giá lên. Vậy bạn sẽ ứng phó thế nào khi nhà thầu muốn tăng giá? Đầu tiên, bạn phải biết rằng khi các loại kinh phí đều tăng giá thì nhà thầu nhất định cũng sẽ muốn đưa giá lên cao. Hoặc nhà thầu đã duy trì giá này trong một thời gian quá dài, giờ họ đưa ra yêu cầu tăng giá. Nếu nhà thầu đột nhiên muốn tăng giá thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Biện pháp lý tưởng nhất có lẽ chính là lấy hai từ đột nhiên làm lý do để từ chối. Bạn có thể nói thế này: ông cũng biết đấy, công ty chúng tôi tuy chẳng có thiếu hụt gì, nhưng gần đây việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Phía ông đột nhiên muốn tăng giá thế này, công ty chúng tôi thật sự không biết phải ứng phó thế nào cả. Hy vọng bên đó cho chúng tôi một khoảng thời gian để chuẩn bị. Nhà thầu đương nhiên cũng biết đạo lý này và chắc chắn sẽ hỏi lại: tôi biết, vậy bên anh cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Như vậy, bạn có thể thực hiện chiến lược đàm phán thứ hai. Lúc này, bạn có hai lý do để từ chối, đó là: một, đưa ra mối quan hệ của bạn với bên thứ ba để làm lý do từ chối. Ví dụ bạn có thể nói: công ty X cùng hợp tác với công ty chúng tôi vừa mới phá sản. Điều này làm liên lụy đến chúng tôi, khiến chúng tôi phải chịu một khoản lỗ lớn mà hiện tại vẫn đang rơi vào tình trạng bế tắc. Hy vọng phía các anh có thể thông cảm cho tình trạng của chúng tôi lúc này. Lý do này làm cho đối phương nhận thức được rằng họ sẽ không đạt được mục đích, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới. Trong khoảng thời gian này, bạn cũng có thể tìm kiếm những lý do khác hay tùy cơ mà hành sự. Thứ hai, muốn từ chối việc tăng giá, nhưng có thể lấy những điều kiện khác để khiến đối phương hiểu rõ lập trường nghiêm túc của mình. Và cũng có thể nêu ra một vài hiệu quả của việc mất cái này, được cái khác. Trong vấn đề giá cả, những đối tác có kinh nghiệm thường vận dụng phương pháp ném đá dò đường để lấy được thông tin từ phía bạn. Ví dụ họ có thể hỏi bạn: giả sử chúng tôi muốn mua rất nhiều loại sản phẩm chứ không chỉ mua một loại. Hoặc là: giả sử chúng tôi sẽ mua toàn bộ sản phẩm của bạn. Hoặc là: giả sử chúng tôi sẽ ký với bên các anh hợp đồng 2 năm. Hoặc là: giả sử chúng tôi muốn thanh toán theo nhiều đợt thì sao? Một loạt những giả thiết trên xem ra là hòn đá vô hại, nhưng có khi nó khiến bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong những tình huống đó, việc từ chối trả lời là hết sức khó khăn. Đối với trường hợp như vậy, một người bán hàng thông minh nhất định phải suy nghĩ, cân nhắc, sau đó mới đưa ra câu trả lời. Đối với những dạng câu hỏi giả sử như thế này, bạn không nên dứt khoát trả lời ngay lúc đó, cũng không nên vội vàng đánh giá nó, mà phải tìm cách để tìm hiểu và nắm bắt ý đồ thật sự của đối phương, biến thế bị động thành thế chủ động. Sau đây chúng ta cùng đi sang nội dung đi đường vòng để tạo bất ngờ. Khi đàm phán, bạn phải biết đối phương nghĩ gì, sau đó tiến hành tấn công vào những nơi mà họ nghĩ không có khả năng.
Điều này rất dễ khiến suy nghĩ và phán đoán của đối phương phải rời khỏi quỹ đạo đã định. Đợi đến khi tâm lý của đối phương dần dần thích ứng với logic suy nghĩ của bạn, lúc đó bạn lại quay về chủ đề trực tiếp. Từ đó tạo ra thời cơ xoay chuyển tình thế. Giám đốc nhà máy sản xuất thủy tinh Quảng Đông dẫn đầu đoàn đại biểu tiến hành cuộc đàm phán với công ty Owens của Mỹ về việc đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất thủy tinh tiên tiến. Hai bên rơi vào thế bế tắc trong vấn đề nhập từng phần hay là nhập toàn bộ. Bên Mỹ không chấp nhận phương án nhập từng phần của phía nhà máy. Cả thế giới này đều biết rằng kỹ thuật của công ty Owens dẫn đầu thế giới. Thiết bị cũng là số 1 và sản phẩm cũng luôn luôn đứng đầu. Giám đốc nhà máy vội chuyển chủ đề nói chuyện. Đầu tiên là nói về ba cái dẫn đầu. Chân thành tán thưởng đối phương, điều này đã khiến đối phương phân tán tư tưởng. Nếu như công ty Owens của các ngài có thể giúp đỡ nhà máy thủy tinh Quảng Đông của chúng tôi chiếm được vị trí đứng đầu Trung Quốc, chúng tôi sẽ cảm ơn các ngài. Ở đây, chủ đề mà người nói vừa mới chuyển hướng khác dường như lại được nhắc lại. Nhưng vì những lời nói trước đây đã loại bỏ được tâm lý đối kháng trong lòng đối phương, cho nên khi họ nghe lại chủ đề này dường như cũng cảm thấy rất thuận tai. Phía các ngài đương nhiên cũng biết rằng hiện nay nhiều đoàn đại biểu của các nước như Italia, Hà Lan đang tiến hành đàm phán về việc đưa vào dây chuyền sản xuất cùng với các nhà máy thủy tinh các tỉnh miền Bắc Trung Quốc. Nếu cuộc đàm phán này đi đến thất bại chỉ vì một vài vấn đề nhỏ nhặt, vậy thì không chỉ có phía nhà máy thủy tinh Quảng Đông chúng tôi mà quan trọng hơn là phía công ty Owens cũng đều phải chịu những tổn thất rất lớn. Những tổn thất này không chỉ là trong vấn đề làm ăn hay lợi nhuận mà quan trọng hơn là vấn đề danh tiếng. Vậy là ở đây đại diện của nhà máy không hề nhắc đến vấn đề nhạy cảm nhất trong quá trình đàm phán và cũng không chỉ trích thái độ thiếu thành ý của đối phương, không chỉ dùng một ý là một vài vấn đề nhỏ nhặt để đề cập qua loa đến câu chuyện mục đích làm giảm đi sự quan tâm quá mức của đối phương đối với những vấn đề còn mâu thuẫn. Đồng thời cũng chỉ ra lỡ như cuộc đàm phán thất bại sẽ đem đến cho đối phương những tổn thất rất to lớn. Đây cũng chính là suy nghĩ cho đối phương. Về điểm này, đối phương khó có thể phản bác. Trước mắt, do vấn đề vốn của chúng tôi đang gặp khó khăn nên vẫn chưa thể áp dụng phương pháp và phương án nhập vào toàn bộ. Về điểm này, mong phía bên các ngài hiểu và thông cảm. Chúng tôi cũng hy vọng các ngài có thể giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Tất cả là để xây dựng một cơ sở vững chắc và tốt đẹp cho việc hợp tác của chúng ta trong tương lai. Với chiến lược vòng quanh của đại diện bên phía nhà máy, cục diện xấu và thế bế tắc đã bị phá vỡ. Các hợp đồng cũng được ký kết, hơn nữa còn tiết kiệm được cho bên nhà máy một nguồn ngoại tệ lên đến hàng triệu USD. Phương pháp vòng quanh trong đàm phán cũng cần phải có chứng cứ xác thực, ngôn từ phải có lý lẽ. Và tất cả những lý lẽ mà đánh giá được đưa ra đều phải là những điều mà đối phương chưa hề nghĩ tới. Hoặc ít nhất thì cũng suy xét chưa chu toàn như vậy. Những lời được nói ra mới chỉ có tính tin tức, mới có thể thu hút được sự chú ý của đối phương và buộc họ phải suy xét. Khi sử dụng phương pháp vòng quanh, thái độ của người nói từ đầu đến cuối lúc nào cũng phải tràn đầy tự tin. Khi hai bên nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt về một vài vấn đề nào đó trong quá trình đàm phán thì sự tự tin thêm vào đó là sự khéo léo chính là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi. Người nào càng thể hiện được sự tự tin, càng ăn nói khéo léo thì khả năng thành công sẽ càng lớn. Chúng ta cùng bước sang nội dung các chiến lược với những vấn đề mơ hồ. Trong quá trình tìm hiểu, bàn bạc, trao đổi với người tham gia đàm phán thường dùng những vấn đề mơ hồ mập mờ để thăm dò, tìm kiếm hay moi thông tin từ phía đối phương. Ví dụ như, làm như vậy có vẻ không đúng cho lắm. Không phải sao? Giá thành như vậy có vẻ là hơi cao. Không phải sao? Các anh còn có thể làm được tốt hơn thế này nữa. Không đúng sao? Đối với những vấn đề mơ hồ không rõ ràng như vậy, các nhà lãnh đạo trong các cuộc đàm phán nên thận trọng khi đưa ra câu trả lời. Hoặc cố gắng hết sức để né tránh vấn đề hoặc là đưa ra những câu trả lời không liên quan đến nội dung chủ đề. Tất nhiên,
Điều cần thiết nhất ở đây là phải nắm rõ được ý đồ của người đặt câu hỏi. Khi phải đối mặt với những câu hỏi mạnh mẽ và đầy uy lực của đối thủ, nhà lãnh đạo trong đàm phán cũng nên áp dụng chiến lược mơ hồ và mập mờ để trả lời đối phương. Ví dụ, khi đối phương hỏi, xin hỏi khả năng tài chính của công ty như thế nào? Lúc này bạn có thể trả lời là, có thể dư sức tiến hành vụ làm ăn buôn bán này với ngài. Trong câu trả lời này, bạn có mang tình hình kinh tế của bên mình nói cho người ta không? Ồ, không hề. Nhưng đối phương lại vô cùng hài lòng với câu trả lời của bạn. Anh ta sẽ nghĩ rằng tiềm lực tài chính của bạn rất tốt. Nhưng trên thực tế thì bạn không có nhiều tiền đến vậy. Hoặc là bạn không có đủ khả năng tài chính để làm ăn cùng đối phương lần này. Thậm chí cùng lúc đó bạn còn muốn đi làm thêm vài mối làm ăn nữa. Giả sử nếu đối phương hỏi bạn khi nào giao hàng thì bạn sẽ trả lời ra sao? Bạn cảm thấy việc giao hàng lúc này là rất khó khăn và cần kéo dài thời gian, bạn có thể trả lời, khi nào sản xuất xong sẽ giao hàng, sau khi thanh toán không lâu sẽ giao hàng, cuối năm giao hàng, vân vân. Đây đều là những câu trả lời mang tính mơ hồ và không rõ ràng. Nó đủ để khiến cho đối phương có thể hiểu sang một nghĩa khác. Lúc đó bạn càng dễ lợi dụng sơ hở của đối phương mà tấn công ngược lại. Chiến lược để đối phó với những câu trả lời mang tính mơ hồ không rõ ràng này chính là nhà đàm phán phải hết sức thận trọng yêu cầu đối phương trả lời một cách cụ thể, rõ ràng hơn, chứ đừng trả lời mập mờ. Trong quá trình đàm phán, những nhà đàm phán có kinh nghiệm đều hiểu rằng có đến 90% thời gian đàm phán thường được tiêu tốn vào việc thảo luận những vấn đề không quá quan trọng và không quá liên quan đến trọng tâm. Còn những vấn đề mang tính chất then chốt và có tính liên quan trực tiếp đến chủ đề đàm phán thì lại ở vào khoảng 10% thời gian còn lại sau cùng của cuộc đàm phán. Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, mọi sự nhượng bộ mà hai bên đưa ra đều ảnh hưởng 90% tổng giá trị và thành công của toàn bộ cuộc đàm phán. Hay nói đơn giản hơn, nhìn từ góc độ hình thức thì thành công của cuộc đàm phán được quyết định trong 10 phút cuối cùng. Do vậy, nhà đàm phán cần sắp xếp và bố trí thời gian thật chuẩn xác. Đầu tiên, hãy sắp xếp thời gian biểu cho cuộc đàm phán của bạn, tính toán và đánh giá hợp lý khoảng thời gian cần thiết dành cho mỗi vấn đề bạn định nói. Thứ hai, hãy dành phần lớn thời gian đầu của cuộc đàm phán để thảo luận những vấn đề nhỏ nằm ngoài phạm vi chủ đề chính hay những vấn đề mang tính tiểu tiết nhỏ nhặt. Và hãy dùng 10 phút cuối cùng còn lại của cuộc đàm phán để trao đổi bàn bạc thương lượng những vấn đề mang tính quyết định và then chốt. Cách sắp xếp và bố trí thời gian như thế này, một mặt có thể tránh được vừa mới bắt đầu đã gặp chướng ngại vật, đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu rõ về đối phương một cách đầy đủ hơn. Trong khoảng thời gian then chốt cuối cùng của cuộc đàm phán, cả hai bên đều thường dùng chiến thuật thời hạn cuối cùng và thông điệp cuối cùng. Chiến thuật thời hạn cuối cùng là chỉ sự cố ý muốn kéo dài thời gian cuộc đàm phán đến gần với một giới hạn nào đó, sau đó gia tăng áp lực về phía đối phương và khiến đối phương phải mau chóng ký hợp đồng trước khoảng thời đó. Từ đó cũng khiến lập trường của đối phương bị dao động mà dễ dàng tiếp nhận phương án. Chiến thuật thông điệp cuối cùng chính là biện pháp tung tin từ một phía. Đây là cái giá cao nhất mà chúng tôi có thể đưa ra, hoặc đây là cái giá thấp nhất mà chúng tôi có thể tiếp nhận. Nếu không thì sẽ là câu chúng tôi xin phép rút khỏi cuộc đàm phán này và tìm một đối tác khác. Với thế tiến công này, đối thủ đàm phán của bạn chắc chắn sẽ rất nhanh chóng có được những bước nhượng bộ. Chúng ta cùng tiếp tục thâm cứu nội dung, dùng cách khích tướng để kích thích đối phương. Cách khích tướng trong đàm phán chính là hành động của nhà đàm phán thông qua một thủ đoạn, biện pháp hay ngôn ngữ, lời lẽ nhất định để mà kích thích tình cảm hay là cảm xúc nào đó của đối phương, làm dao động tinh thần và thay đổi tâm lý của đối phương, khiến những thay đổi đó phát triển theo cách mà chúng ta mong muốn. Trong quá trình đàm phán, có rất nhiều ví dụ minh chứng cho việc áp dụng cách kích tướng đã giành thắng lợi. Một nhà máy cao su của công ty A nhập khẩu dây chuyền sản xuất giày dép hiện đại, nhưng do nguyên liệu và trình độ khoa học kỹ thuật không đáp ứng đủ nên đành bỏ không suốt 3 năm. Do đó, lãnh đạo mới của công ty quyết định sẽ đem tất cả lô thiết bị sản xuất này bán lại cho một nhà máy cao su của công ty B. Trước khi bước vào cuộc đàm phán chính thức, qua tìm hiểu, phía bên A nắm rõ được hai đặc điểm và tình hình quan trọng của bên B. Một là thực lực kinh tế của nhà máy này khá hùng hậu,
nhưng về cơ bản thì những nguồn vốn đó đều dùng để đầu tư vào việc tái sản xuất. Nếu công ty này muốn trích ra khoảng 2 triệu tệ để mua thêm thiết bị thì sẽ khá là khó khăn. Hay là lãnh đạo của nhà máy này ngựa non hao đá, hầu như trong bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào cũng không bao giờ chịu làm người thua kém, thậm chí còn rất kiêu ngạo, tự cao, tự đại. Sau khi đã có những hiểu biết nhất định về nội tình, lãnh đạo phía bên A quyết định trực tiếp đến đàm phán với lãnh đạo phía bên B. Lãnh đạo bên A: hôm qua, tôi có dành cả một ngày đi vòng quanh tham quan mô hình sản xuất của quý công ty. Trình độ quản lý của các anh quả thực khiến người ta phải tín phục. Còn ngài giám đốc đây thì đúng là tuổi trẻ tài cao, thật khiến người ta thán phục và ngưỡng mộ. Có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của một giám đốc thông minh tài giỏi như anh, thì nhà máy này chẳng bao lâu nữa có thể trở thành một ngôi sao sáng trong ngành sản xuất cao su của nước ta. Lãnh đạo bên B: Đâu có, anh quá khen rồi. Tôi tuổi đời còn trẻ nên còn nhiều điều chưa biết, hy vọng có cơ hội để được thỉnh giáo anh. Lãnh đạo bên A: trước giờ tôi chẳng biết tâng bốc, nịnh nọt ai bao giờ. Thật sự là có sao thì nói vậy. Nhà máy của anh hôm nay làm tốt thì tôi nói là tốt. Ngày mai làm không tốt thì tôi nói sẽ là không tốt. Lãnh đạo bên B: vậy anh có ấn tượng thế nào về trang thiết bị của nhà máy chúng tôi? Chẳng phải các anh nói có dự định bán lô thiết bị sản xuất giày cao su hiện đại mà các anh nhập khẩu đó cho chúng tôi hay sao? Lãnh đạo A: thiết bị sản xuất mà nhà máy bên anh có lúc này, xét về thị trường trong nước, là có thể áp dụng được ít nhất trong vòng 3 đến 5 năm tới, sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn về việc bán lại trang thiết bị cho quý công ty, hôm qua tôi có đưa ra một vài ý tưởng về việc đó. Nhưng hôm nay, sau khi dạo quanh một vòng nhà máy của công ty anh, thì cách nghĩ của tôi đã có sự thay đổi. Lãnh đạo bên B: bên anh có cao kiến gì vậy? Lãnh đạo bên A: cũng chẳng phải là cao kiến gì, chỉ là tôi có hai cái thắc mắc. Thứ nhất là quý công ty có thật sự đủ thực lực kinh tế để mua lô thiết bị này của chúng tôi hay không? Thứ hai là công ty anh liệu có thể tuyển dụng được lực lượng quản lý về phần kỹ thuật của lô thiết bị này như các anh nói. Bởi vậy cho nên tôi không nghĩ giống như trước nữa. Còn điều chắc chắn là nếu chuyển nhượng lại thiết bị cho nhà máy thì chỉ trong 3 năm thôi, quý nhà máy sẽ lên thẳng mây xanh. Lãnh đạo bên B nghe thấy những lời này thì liền cảm thấy như mình đang bị lãnh đạo của bên A xem nhẹ và coi thường. Tất nhiên, anh ta cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Ngay lúc đó, anh ta không thể không khoe khoang với lãnh đạo bên A về thực lực kinh tế và sức mạnh khoa học kỹ thuật của nhà máy mình. Anh ta muốn thể hiện rằng nhà máy của mình có đủ năng lực để mua và quản lý lô thiết bị trị giá 2 triệu tệ này. Vậy là sau một hồi vòng quanh, phía bên A đã rất thành công trong việc đẩy một lô thiết bị đã tồn kho suốt 3 năm trời chuyển nhượng lại cho bên B. Trong quá trình đàm phán, khi sử dụng phương pháp kích tướng thì hiệu quả hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn nắm bắt cấp độ kích thích tâm lý đối phương như thế nào. Đương nhiên, khi đi vào thực hiện cụ thể, có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, nhà đàm phán phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà khéo léo vận dụng toàn tâm toàn ý. Cho dù dùng phương pháp nào cũng không được phép rời xa tình hình và hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta cùng bước sang tìm hiểu nội dung im lặng là sự phản kháng tốt nhất. Im lặng là vàng. Trong quá trình tranh luận khi đàm phán, có lúc chúng ta cần ăn miếng trả miếng. Có lúc cần phải khéo léo sử dụng phương pháp kích tướng. Đôi khi chúng ta nên im lặng, tức là dùng thái độ trầm ngâm và im lặng né tránh vấn đề hoặc để đáp lễ đối tác. Vận dụng phương pháp im lặng để trả lời đối phương có nhiều lúc thật sự kích động tâm lý đối phương, khiến đối phương cảm thấy phải sợ hãi, chột dạ và lo lắng, từ đó dẫn đến việc chưa đánh đã thua. Đây có thể nói là một phương pháp đàm phán hiệu quả. Dưới đây xin kể ra một vài ví dụ để chứng minh cho hiệu quả thần kỳ của việc im lặng này. Vào khoảng những năm 40 của thế kỷ 20,
những người đứng đầu ba nước là Anh, Mỹ và Liên Xô cùng tổ chức một hội nghị tại Potsdam. Trong hội nghị, Tổng thống Mỹ Harry Truman nói với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Stalin: Mỹ đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại bom có sức mạnh vô cùng lớn. Ngụ ý muốn nói là Mỹ đã sử dụng bom nguyên tử. Mục đích của Harry Truman là muốn thăm dò thái độ của Stalin. Trong lúc Tổng thống Mỹ Harry Truman nói câu này, thì Thủ tướng Anh Winston Churchill chăm chú quan sát phản ứng của Stalin. Lúc này, Stalin lại cố tình giả câm giả điếc, không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào trên mặt để giữ im lặng. Sau đó, đã có rất nhiều người khi nghĩ về bối cảnh lúc đó đều nói Stalin hình như nặng tai nên đã không nghe rõ. Thực sự là như thế nào? Thật ra, Stalin không những nghe rất rõ từng lời từng chữ trong câu nói của Truman, mà còn nhìn ra những hàm ý ẩn chứa sâu trong câu nói đó. Ngay sau đó, ông đã nói với Molotov, đồng minh thân cận của mình: chúng ta phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ công việc. Vậy tại sao Stalin phải cố tình giả câm giả điếc như vậy? Nguyên nhân là vì trong một bối cảnh đặc biệt như thế thì phương thức biểu đạt bằng ngôn ngữ không thể có hiệu quả bằng cách im lặng. Sau đó 2 năm, Liên Xô đã cho phát nổ quả bom nguyên tử đầu tiên. Đây chính là câu trả lời thật sự của Stalin dành cho Truman bằng sự im lặng trước đó của mình. Sự im lặng vào những lúc cần thiết có thể tạo cảm giác hồi hộp và tò mò cho đối phương. Từ đó có thể để lại nhiều không gian hơn cho việc tấn công của bạn. Cũng giống như việc bạn rút tay lại lấy đà, sau đó nắm thật chặt bàn tay để chuẩn bị tấn công. Một khi cú đấm này được tung ra, nó sẽ có sức mạnh và uy lực hơn rất nhiều lần. Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung các loại ngôn ngữ báo giá. Kiên định, quyết đoán, rõ ràng, sáng tỏ, trọn vẹn, thống nhất, mà không có thêm bất cứ sự giải thích hay thuyết minh nào. Đây chính là những yêu cầu về mặt ngôn ngữ báo giá trong đàm phán. Những ưu điểm của ngôn ngữ báo giá: thứ nhất, khiến đối phương tin tưởng vào độ tin cậy của giá bên mình đưa ra, củng cố lòng tin của đối phương. Thứ hai, để lại trong lòng đối phương ấn tượng tốt về bên mình, vừa nghiêm túc lại vừa chân thành, khiến họ tin tưởng chúng ta vừa là một đối thủ trên bàn đàm phán, nhưng cũng là một đối tác đáng kể hợp tác trong kinh tế thương mại. Hãy nhớ kỹ, để đàm phán, cho dù giữa hai bên trao đổi qua lại với lời lẽ, có lúc đối kháng, nhưng đều có khát vọng chân thành. Thứ ba, cách biểu đạt ngập ngừng, ấp úng, do dự, hay lúc nào cũng muốn che giấu, lấp liếm mọi chuyện đều có thể khiến đối phương cảm thấy không thoải mái, làm nảy sinh những ấn tượng không tốt và cảm giác không tin tưởng. Ngoài ra, khi báo giá, không cung cấp thêm bất cứ lời giải thích hay thuyết minh nào. Đương nhiên, đối với những nội dung cơ bản báo giá, nếu cần thiết thì cũng có thể dựa vào những yêu cầu hợp lý của đối phương mà đưa ra câu trả lời thích đáng. Nguyên nhân phải làm như vậy là do: 1. Sau khâu báo giá, cho dù mức báo giá là bao nhiêu và nội dung như thế nào thì chắc chắn đối phương sẽ đưa ra những câu hỏi mà họ quan tâm về những nội dung có liên quan đến bảng báo giá. Thứ hai, có nhiều khi việc giải thích và phân trần có thể khiến đối phương phát hiện sơ hở, tìm ra những cái sai sót để mà mở cuộc công kích về phía chúng ta, từ đó khiến ta rơi vào tình thế bất lợi và rất khó để kết thúc cuộc đàm phán. Có thể nói, việc giải thích và phân trần quá nhiều cũng giống như việc rắn thêm chân. Làm những việc thừa thãi lúc này, phía bên báo giá không những không thu được lợi ích mà đôi khi còn rơi vào tình thế bất lợi. Những điều được nói trên đây đều là những yêu cầu về ngôn ngữ khi báo giá. Ngoài ra, người đàm phán còn phải chú ý đây là những nguyên tắc và phương pháp thông thường. Còn trong quá trình đàm phán, phải biết căn cứ vào tình hình cụ thể để vận dụng nó một cách hợp lý và linh hoạt. Những hoàn cảnh và trường hợp yêu cầu phải cân nhắc một cách nghiêm túc chủ yếu như dưới đây. 1. Căn cứ vào hoàn cảnh đàm phán và mối quan hệ với đối phương. Nếu phát hiện đối phương vì lợi ích của mình mà tạo áp lực lớn về phía chúng ta thì chúng ta phải phản đối để bảo vệ lợi ích của chính mình. Trong quá trình báo giá, ngôn ngữ của bạn nên minh bạch, rõ ràng, ngắn gọn và kiên định, để đối phương nhận thức
được rõ ràng rằng bạn không phải là người dễ đối phó hay một người đặt đâu ngồi đấy. Từ đó sẽ khiến đối phương suy nghĩ kỹ càng hơn về những điều kiện mà bên chúng ta đưa ra, giúp ta có được sự chủ động nhất định. Thứ hai, nếu hai bên đàm phán đã từng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài từ trước, thì khi báo giá nên dùng thái độ thành khẩn, chân thành nhất. Chú ý sự ổn định và an toàn, đừng để những điều kiện giá cả đưa ra quá cao mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, phá hỏng mối liên hệ đã từng được xây đắp. Bởi vậy, trong những hoàn cảnh như thế này, ngữ khí khi báo giá nên nhẹ nhàng, hòa nhã, rõ ràng và minh bạch để thể hiện được thành ý và sự chân thành. Từ đó, việc ký kết hợp đồng cũng dễ dàng hơn và làm tăng khả năng hợp tác về sau. 3. Khi dựa vào tình hình mà chúng ta vẫn không có cách nào để tiến hành tìm hiểu, nắm bắt trước được ý đồ, quan điểm của đối phương, thì trong những tình huống như thế, thông thường khi báo giá bạn phải vận dụng ngôn ngữ và lý lẽ một cách thích hợp. Ngữ khí lời nói vừa không được quá kiên quyết, cứng rắn, cũng không được khiến đối phương nghe xong cảm thấy mất hết lòng tin. Bên cạnh việc báo giá, bạn cũng phải chú ý quan sát những biểu hiện của đối phương để chuẩn bị thêm những bước tiếp theo trong quá trình đàm phán. 4. Phương pháp biểu đạt ngôn ngữ khi báo giá phải có tính linh hoạt. Báo giá tuy phải dựa vào những nguyên tắc nhất định, nhưng nó vẫn có tính linh hoạt rất lớn. Nhà đàm phán hoàn toàn có thể dựa vào tình hình cụ thể để mà tiến trình đàm phán, để điều chỉnh hay thay đổi chiến thuật đàm phán của mình. Bạn có thể lợi dụng tài giao thiệp cá nhân hay dựa vào yếu tố tình cảm để thúc đẩy sự thành công của cuộc đàm phán. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đàm phán còn phải nắm chắc được những kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ nhất định, vận dụng những thủ thuật và kinh nghiệm trong ngôn ngữ một cách thành thục để biểu đạt được quan điểm cá nhân. Sau đây mời các bạn chúng ta cùng nghe tiếp nội dung. Bồi dưỡng trực giác linh hoạt. Nói một cách khách quan, loại trực giác này là một năng lực quan sát tinh tường hay là sức phản ứng linh hoạt, nhưng đối với khách hàng thì nó không mãnh liệt như sát thủ. Trực giác trong đàm phán bao gồm 4 điểm dưới đây. Điểm thứ nhất, thời gian có thể sửa chữa những sai lầm. Con người khi còn trẻ gặp phải khó khăn gì cũng thường hay manh động, không suy nghĩ thấu đáo hay lường trước hậu quả. Có người nhìn thấy việc làm ăn buôn bán của mình bị công ty khác hớt tay trên thì thường làm nhục đối phương để trút giận. Làm như vậy khách hàng sẽ nghĩ sao về mình đây? Suy nghĩ cẩn thận hơn, ta mới nhận thấy nếu manh động như vậy cũng không thể làm thay đổi quyết định của người khác, mà chỉ có thể khiến cho hình tượng của mình trong lòng khách hàng bị tổn hại nghiêm trọng. Biện pháp an toàn nhất lúc này chính là cố hết sức để tự kiềm chế bản thân, rồi sẽ có một ngày khách hàng sẽ quay lại hợp tác với bạn. Những triết lý này sẽ giúp mọi người hiểu rằng thời gian là một vũ khí sắc nhọn, có thể dần dần sửa chữa những sai lầm mà con người đã phạm phải. Thứ hai, tiền không phải là tất cả. Trong buôn bán, mọi người thường có câu cười miệng là mối làm ăn này chủ yếu là giúp bạn bè. Còn có kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng. Vậy người khác chắc chắn sẽ hỏi, nếu bạn nói không phải vì tiền, vậy thì vì cái gì? Trong đàm phán có những cao thủ sẵn sàng từ bỏ việc kiếm tiền để giành được những lợi ích nào đó. Thứ ba, những ý tưởng hay không nhất định phải từ bản thân mình. Có nhiều người thường dành cái sự thiên vị đặc biệt cho những kế hoạch xuất phát từ ý tưởng của bản thân. Còn đối với kế hoạch của người khác thì lại rất lạnh nhạt và chẳng thèm để ý. Cách suy nghĩ phân biệt này vừa hại mình lại vừa hại người. Nó khiến cho rất nhiều sự sáng tạo độc đáo khó có cơ hội được phát huy, thậm chí cũng làm liên lụy đến đồng nghiệp. 4. Đừng ngại dồn khách hàng vào đường cùng. Trong đàm phán, chỉ cần bạn chiếm thế chủ động thì phải tận dụng tất cả những lợi thế trong tay mình để giành lấy thành công cuối cùng. Rất nhiều người chiếm nhiều ưu thế nhưng lại không biết phải sử dụng nó như thế nào. Từ đó bỏ lỡ và để mất rất nhiều cơ hội tốt. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung kéo dài thời gian để lấy nhu thắng cương. Nhiều khi chúng ta gặp phải những đối thủ kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện bản thân
thích hăm dọa người khác trong đàm phán. Họ là những người dùng đủ mọi cách để thể hiện thái độ thách thức và luôn đi trước người khác một bước. Đối với những người đàm phán kiểu này, thì cố tình kéo dài thời gian để lấy nhu thắng cương chính là một chiến thuật vô cùng hiệu quả. Mục đích của chiến thuật này nằm ở việc thông qua rất nhiều tình huống tạo thế giằng co, khiến cho các nhà đàm phán tự cao tự đại, kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán, từ đó làm giảm nhuệ khí của họ, đồng thời cũng khiến địa vị đàm phán của phía chúng ta đảo ngược, từ tình thế bất lợi và bị động chuyển sang thế phòng thủ rồi tấn công, giữ thái độ lấy lý lẽ thu phục lòng người để bày tỏ quan điểm của mình và sau đó buộc đối phương tiếp nhận những điều kiện mà chúng ta đưa ra. Chiến thuật này đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị về tư tưởng và tinh thần đầy đủ cho cuộc chiến kéo dài, giống như một cuộc chạy marathon. Khi cuộc đàm phán mới bắt đầu, đối với những yêu cầu quá đáng không thể chấp nhận được của đối phương thì bạn có thể sử dụng những biện pháp né tránh hay vòng vo, hoặc là cũng đưa ra những yêu cầu khó khăn khiến đối phương khó tiếp nhận để phản kháng lại. Nhưng về thái độ thì không nên hùng hùng hổ hổ giống như đối phương. Đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc chiến kéo dài thời gian, cho dù chúng ta kiểm soát được tình hình và chiếm được thế thượng phong trên bàn đàm phán thì cũng không nên kiêu ngạo và tự mãn, tốt nhất là vẫn nên giữ nguyên thái độ, trong nhu có cương, để thực hiện chiến lược mềm rắn nắn buông. Điều kiếm kỵ nhất trong khi thực hiện sách lược này chính là việc lấy đá chọi đá, bởi vì như vậy sẽ rất dễ kích thích tâm lý phản kháng của đối phương. Nếu làm không tốt thì việc đàm phán của hai bên sẽ bị đổ vỡ chỉ trong chốc lát. Chúng ta cùng đi vào nội dung đừng bao giờ đẩy cuộc đàm phán vào khu vực cấm. Các nhà lãnh đạo nên tránh một số điều sau. Thứ nhất, tránh thô lỗ bất lịch sự với đối phương. Tục ngữ có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong quá trình đàm phán, việc chú ý đến thỏa mãn để mà thỏa mãn tâm lý và nhu cầu được tôn trọng của đối phương có thể đặt nền móng tốt cho tương lai hợp tác sau này giữa hai bên. Ví dụ, sau khi gọi xong cuộc điện thoại, một người đàn ông đột nhiên phát hiện ra trong người mình không có đồng tiền lẻ nào. Anh ta liền đưa tờ $100 cho nhân viên quản lý và nói: trả lại tiền thừa đi, nhanh lên, tôi đang có việc gấp. Nào ngờ người nhân viên quản lý rất tức giận nói: xin lỗi, tôi không có tiền lẻ trả anh, mời anh đi chỗ khác đổi đi. Lúc này, vợ của người đàn ông kia mới đi đến và nói với nhân viên quản lý: rất xin lỗi anh, mong anh hãy giúp chúng tôi, thú thực là chúng tôi đang có việc rất gấp, con trai chúng tôi đang ở nhà một mình. Nghe vậy, nhân viên quản lý nói với người vợ: thôi, vài đồng tiền lẻ có đáng gì đâu. Người vợ làm được điều này vì cô ấy biết tôn trọng và tỏ ra lịch sự với đối phương. Trong quá trình đàm phán, dù bạn có bị kích động bởi những từ ngữ hay lời nói thô lỗ, không lịch sự của đối phương thì cũng phải giữ được bình tĩnh. Hãy cố gắng sử dụng ngôn ngữ và lời lẽ mềm mỏng, lịch sự để thể hiện quan điểm, ý kiến của bản thân. Không những ngữ điệu phải nhẹ nhàng, ôn hòa, mà cách dùng câu chữ cũng phải phù hợp với yêu cầu của hoàn cảnh đàm phán. Bạn nên cố gắng tránh việc sử dụng một số từ ngữ cực đoan, ví dụ như không được thì thôi đi, hãy quyết định như vậy, nếu không thì bỏ đi. Những điều này vô tình sẽ chọc tức đối phương và làm hỏng cuộc đàm phán. Thứ hai, đừng bao giờ tùy tiện phán xét người khác. Trong quá trình đàm phán, cho dù ý kiến của bạn đúng thì cũng nên phán xét hay đánh giá về hành vi và động cơ của đối phương. Bởi vì nếu bạn đánh giá sai lầm sẽ dẫn đến sự đối kháng giữa hai bên và gây khó khăn cho việc hợp tác sau này. Ví dụ, khi bạn phát hiện nhận định của đối phương về các chỉ số nào đó không còn cập nhật, bạn vội vàng chỉ trích anh ta, chắc chắn điều đó sẽ khiến cho anh ta có một vài tác động và động thái tiêu cực. Nếu bạn có thể thay đổi cách nói chuyện của mình, bạn sẽ thu được những hiệu quả hoàn toàn khác. Ví dụ, bạn có thể nói như thế này: tôi và anh có cách nhìn khác nhau về những chỉ tiêu này, nguồn tài liệu của tôi là... Thứ ba, đừng tùy tiện phủ định. Trong đàm phán, thường sẽ xuất hiện tình huống hai bên có các ý kiến trái ngược, thậm chí đối kháng nhau kịch liệt. Lúc đó, bạn hãy cố gắng tránh sử dụng từ không hoặc những từ mang ý phủ định, có sắc thái phản đối mạnh mẽ, bởi vì nếu cả hai rơi vào tình huống này
sẽ chẳng có lợi gì cho cả hai bên. Khi đối phương dùng thái độ thô lỗ trên bàn đàm phán, bạn vẫn nên nhìn vào đại cục. Bạn hay dùng những câu có tính khẳng định để biểu đạt ý nghĩa phủ định một cách ôn hòa và thoải mái. Thí dụ, khi đối phương đang bị kích động tâm lý, ăn nói chướng tai, thì bạn cũng không nên có thái độ quá cứng rắn hay kiểu ăn miếng trả miếng. Lúc này bạn có thể biểu đạt một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn như: tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của anh, nhưng cách làm của anh phải cân nhắc lại. Dù cho đối phương đang tức giận, họ vẫn có thể tiếp nhận những câu nói này của bạn. Khi anh ta bình tĩnh lại, sẽ tự nhiên có thiện cảm tốt với bạn hơn. Ngoài ra, khi cuộc đàm phán rơi vào thế bế tắc, bạn cũng không nên tùy tiện phủ định đối phương, mà nên giữ thể diện cho cả đôi bên. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể làm được đến bước này. Bạn cũng có thể vận dụng thủ thuật chuyển ý một cách thích hợp để tránh khiến cho cục diện bế tắc biến thành cục diện chết. Đầu tiên, bạn hãy sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng, sau đó sử dụng những từ ngữ chuyển ý để bộc lộ rõ lập trường không thể lung lay của mình. Ví dụ, tôi rất hiểu và thông cảm cho tình cảm của anh lúc này, nhưng tuy không hề đề cập đến nội dung gì mang tính thực chất, nhưng vẫn có thể khiến chúng ta dễ dàng hiểu và thông cảm cho nhau, khiến đối phương đồng cảm với bạn hơn về mặt tình cảm, từ đó giải thoát tình thế bế tắc của cuộc đàm phán. 4. Mục đích của việc chuyển chủ đề nói là tránh những chủ đề bất lợi cho phía mình, tránh những chủ điểm tranh luận khó có thể giải quyết ngay lập tức, trì hoãn việc đưa ra quyết định với một vấn đề nào đó, lái vấn đề theo một hướng có lợi cho chính mình, cho phía mình. Thông qua việc chuyển chủ đề thể hiện rõ ràng, rõ những cái vấn đề từ nhiều góc độ nhằm thuyết phục đối phương. Trong khi đàm phán, nếu đặt trọng tâm, tránh đi sâu thảo luận những vấn đề có lợi cho mình, những vấn đề gây bất lợi, lúc đó bạn có thể giải thích một cách vòng vo hoặc nói qua loa rồi chuyển sang chủ đề khác. Nếu chiêu này vẫn không thể phá vỡ thế bế tắc của cuộc đàm phán, thì bạn có thể đề nghị tạm dừng để nghỉ ngơi, giúp mọi người bình tĩnh suy nghĩ. Vừa rồi thì Thanh Long có chia sẻ đến cho quý vị và các bạn nội dung của chương thứ 15 trong thuật dụng ngôn thuộc bộ sách Tứ Thư Lãnh Đạo của Tiền Nhân Á Đông. Đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần cuối cùng, hay còn gọi là chương 16 của thuật dụng ngôn trong bộ Tứ Thư Lãnh Đạo, với nội dung đòi nợ để người nợ kiểu gì cũng phải trả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị, cô bác và các bạn đã chú ý lắng nghe.